Chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách kính chào khán giả của Người Việt TV. Nhất Anh chào xin Trần Nguyên Thắng. Thì trong chương trình lần trước thì anh Thắng đã có dịp dẫn Nhất Anh cũng như khán giả của Người Việt TV đi đến địa điểm là Arch National Park ở Utah. Thì đến với chương trình kỳ này thì anh Thắng sẽ dẫn Nhất Anh với đi đâu trong ngày hôm nay? Như chúng ta có dịp nói chuyện trước thì có lẽ Nhất Anh cũng có cái háo hức muốn biết về một cái National Park rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ, đó là Yellowstone National Park. Thì nói đến về các công viên quốc gia của Hoa Kỳ đó thì có lẽ Yellowstone National Park là một trong những cái công viên quốc gia rất là nổi tiếng, đến độ là người dân Hoa Kỳ bất cứ ai họ đều mong muốn có một lần họ đến được cái công viên quốc gia Yellowstone để họ nhìn tận mắt những cái gọi là những cái thắng cảnh cũng như những cái không gian thiên nhiên ở cái công viên quốc gia đó. Tại vì nó khác hẳn những công viên quốc gia khác là ở đây chúng ta có thể nhìn được những cái đất, lửa, nước và không khí, nó tạo thành ra một cái công viên quốc gia, một cái không gian rất là đặc biệt ở Yellowstone. Ồ, mà nói tới Yellowstone thì rất là nhanh, rất là háo hức, là tại vì ở nhanh có rất là nhiều bạn đã từng đi tới Yellowstone rồi mà ai cũng rất là khen rất là nhiều, mà hôm nay mà được dịp anh Thắng kể Yellowstone nữa thì càng háo hức hơn nữa. Mà trước khi mình đi tới Yellowstone á, thì Nhanh có một thắc mắc là các bạn của Nhanh nói là Yellowstone á, nó rất là lớn mà như nó không có phải thuộc một bang mà nó rất là nhiều bang. Đúng, Nhất Anh nói cái điều đó là rất đúng. Tại vì Yellowstone thì nó là một cái công viên quốc gia có một cái diện tích cũng khá lớn, là khoảng gần 4.000 square miles. Thành đây là một công viên quốc gia rất là lớn. Và cái độ lớn của nó nằm ngay giữa cái ngã ba của ba cái tiểu bang. Được, cái tiểu bang thứ nhất đó phải nói là Montana, cái tiểu bang thứ hai đó gọi là Idaho, và tiểu bang chính của nó mà nó nằm nhiều nhất ở trong đó có lẽ là Wyoming. Thì đó là ba cái tiểu bang của Hoa Kỳ đã đều có một cái biên giới với cái Yellowstone National Park. Và như Nhất Anh biết đó thì đây là một nơi trốn, không phải chỉ có đến Yellowstone mà chúng ta chỉ có thể xem được một cái công viên quốc gia không, mà chúng ta còn xem rất là nhiều những cái thắng cảnh di tích xung quanh nó rất là nhiều. Mà nếu mà nó giáp với lại ba tiểu bang như vậy thì cái nó có bao nhiêu cổng để mình có thể đi tới hả? Nếu mà chúng ta đi từ cửa bắc xuống đó, đi từ hướng bắc xuống đó thì chúng ta sẽ vào cửa bắc. Hoặc là chúng ta đi về từ cái hướng mà đông bắc xuống đó, tức là khi mà vào cái cửa đông bắc có nghĩa là chúng ta đi từ cái phía mà tây nam của một cái tiểu bang khác, đúng không? Còn nếu chúng ta đi từ bên cửa west hoặc cửa east hoặc cửa south, là đông tây nam bắc họ đều có cả. Cửa bắc, nếu tôi nhớ không lầm thì khi chúng ta vào cái cửa bắc là chúng ta phải đi qua một cái cổng nó gọi là cái Roosevelt Gate, phải không? Thì đó cũng là một trong những cái cổng đẹp, và du khách cũng phải cần để ý rằng chúng ta đi từ một cái cổng, thí dụ cổng bắc đến cổng nam, tương đối nó rất là xa chứ nó không phải là gần. Tại vì chúng ta phải lái xe gần 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ có nghĩa từ cổng bắc đến cổng nam, mặc dù nó có thể khoảng 70 mile thôi, nhưng tại vì chúng ta đang lái một cái đường đèo, thành ra chúng ta cũng phải có một cái tốc độ rất là giới hạn. Còn chúng ta đi từ cái gate west á, sang cái gate mà east á, thì chúng ta cũng phải mất cũng tương đương cái giờ giấc như vậy, cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tại vì Yellowstone National Park hầu như nó là một cái gần như là hình vuông vậy đó. Thành thử chúng ta đi từ bắc xuống nam, hoặc là từ đông qua tây, hoặc tây qua đông, thì cái khoảng cách của nó cũng gần như nhau. Thế tuy nhiên phải nói thêm là đi trong cái hệ thống của National Park, nó không phải chúng ta chạy theo cái kiểu của freeway được, hoặc là highway, mà cái tốc độ mà chúng ta lái xe ở trong đó rất là giới hạn. Chúng ta chỉ có thể lái được khoảng 40 đến 50-60 mile một giờ mà thôi. Thành thử chúng ta mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà vậy thì mình có dịp được ngắm cảnh rõ hơn. Nhất Anh, chút xíu nữa chúng ta có thể đi vào chi tiết thêm một chút xíu nữa. Cái lý do chúng ta phải không thể chạy nhanh thì chúng ta phải đề phòng trường hợp những cái thú hoang đó, nai, hoặc là gấu, hoặc là chó sói, hoặc là những con bò mộng, bò rừng đó, nó chạy băng ngang qua đường. Đó là chưa kể đôi lúc du khách bắt gặp một con thú vật nào đó thì người ta rất là tò mò, người ta thích dừng xe lại để người ta xem. Thành ra lúc nào xe cộ, cái hệ thống cái giao thông trong đó rất là dễ bị kẹt xe.
Nhưng mà như vậy thì mình tới Yellowstone thì cái giá vé vào cửa là khoảng bao nhiêu anh Thanh? Giá vé thì nếu tôi nhớ không lầm thì tất cả những National Park của Hoa Kỳ thì một khi chúng ta vào mua vé chúng ta phải mất khoảng đâu 10 đô la cho tới 12 đô la gì đó cho một cá nhân đi vào cửa. Thế tuy nhiên thì cái lần trước chúng ta có dịp đi vào Utah, tức là National Park đó, thì cái số tiền là mình phải trả là khoảng 10 US dollars cho một người. Thế tuy nhiên nếu mà quý vị nào trên 62 tuổi thì quý vị nên giữ lại cái receipt, vì cái receipt đó là chúng ta có thể đi vào bất cứ một cái National Park nào của Hoa Kỳ và chúng ta không phải trả thêm một lần nữa. Đúng rồi, lần trước anh Thắng có nói là ở National Park là có cái lifetime đó, lifetime, thì cái này ở đây trên, Yellowstone mình cũng được luôn. Chắc chắn là như vậy, tại vì cái đó là nó là một cái National Park, một cái fee cho cái National Park của Hoa Kỳ. Quý vị khán giả, cái tip đây là cái tip rất là hay mà anh Thắng mới vừa cho chúng ta biết, là đối với những người mà trên 62 tuổi, người senior, thì cái việc mà có lifetime như vậy thì mình có thể đi tới đâu cũng được, đúng không anh Thắng? Và đồng thời thì đó là một cách mà promotion của National Park Hoa Kỳ để cho chúng ta có thể đi du lịch khắp mọi nơi mà chúng ta không có bị quá tốn kém. Nhưng mà thông thường thêm một cái tip nữa là sau khi chúng ta đã vào trong các cửa, cái gate của National Park đó, chúng ta trước khi vào hoặc là chúng ta vào rồi đó, thường thường ở trong đó đều có một cái information center. Và chúng ta vào trong đó để chúng ta tìm hiểu thêm về đường xá, về cách đi đứng cũng như thời tiết, ở trong đó đầy đủ những thông tin để cho chúng ta biết để thế nào để đi một cái chuyến xung quanh National Park mà có thể thưởng thức được tất cả những cái thắng cảnh cũng như những cái sinh hoạt của cái National Park đó. Thì đúng mà đi tới Yellowstone thì mình có cái điểm nào mà đặc biệt nhất khi mà tới Yellowstone anh Thắng? Yellowstone phải nói rằng đây là một trong những cái công viên quốc gia mà có lẽ tôi cho là nổi tiếng nhất trên thế giới. Tại vì tôi có dịp đi đến nhiều nơi, chẳng hạn như chúng ta đi đến Nam Mỹ, chúng ta đi vào Chile chẳng hạn, thì chúng ta đi đến một cái vùng hoang mạc nó gọi là Atacama. Và ở trong cái khu hoang mạc đó nó cũng có những cái geysers, là những cái chỗ mà phun nước nóng đó, giống hệt như ở bên Yellowstone của chúng ta. Thế tuy nhiên thì Yellowstone National Park vẫn là chỗ lớn nhất và nhiều nhất về những cái gọi là cái chỗ mà phun nước nóng đó, mà ta gọi là geyser. Thì ở đó thì phải nói là National Park Yellowstone là the best. Có nghĩa chúng ta đến đây chúng ta thưởng thức được rất là nhiều. Thứ nhất phải nói đến cái gọi là Mammoth Hot Spring. Đến đây thì quý vị có thể thưởng thức một cái không gian, một cái vùng đất đặc biệt và rất là đẹp, đủ màu sắc. Và sau đó phải nói đến cái Old Faithful Geyser. Ở đó thì cái vùng này cứ khoảng trung bình là 90 phút, 91 phút gì đó, thì cái information center ở đó sẽ thông báo cho mình biết bao nhiêu phút nữa thì cái vòi nước nóng sẽ phun lên. Thì đó chúng ta có thể mọi người sẽ tua ùa ra để thưởng thức cái nó phun lên. Thường thường nó phun lên thì chúng ta có thể biết cái độ cao nó phun lên từ 30m đến 55m, thì tùy theo cái áp suất nước ở phía dưới nó bị ép mạnh như thế nào thì cái độ nước nó phun mạnh cao nhiều. Nhưng mà nó phun thì như vậy là trong vòng khoảng bao lâu anh Thắng? Trong vòng từ 2 cho đến 5 phút thì chúng ta có thể đứng để xem cái vòi nước nó phun lên rất là mạnh. Và dĩ nhiên khi nó phun mạnh, cái sức mạnh cao nhất thì người ta gọi là cái chỗ cao nhất. Từ từ nó hạ xuống và nó sẽ chấm dứt và lại đợi đến một đợt khác. Thì ngày xưa người ta nói rằng ở trong Yellowstone, ở ngay Old Faithful Geyser đó, thì nó chỉ chừng 40 phút hay đến 60 phút là bắt đầu nó phun ra một đợt. Nhưng mà bây giờ thì trung bình của nó khoảng 90 phút. Là nó, sau này nó có thay đổi. Thì cần cũng cần nói thêm là đến đến Yellowstone á, thì chúng ta có thể đi xem những cái thắng cảnh. Dĩ nhiên cái thắng cảnh mà nổi tiếng về cái không gian, mà về màu sắc, về đồi núi, mà về những cái đồi giống như là tuyết trắng, nó giống như một cái bông gòn á, thì chúng ta phải nói đến Mammoth Hot Spring. Nhưng mà sau đó thì chúng ta phải nói đến Geyser. Geyser là những cái chỗ mà phun nước nóng phun vắn khỏi lên với cái mặt đất đó. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta phải nói đến những cái hot spring khác nữa, nó chảy ngầm ở dưới lòng đất. Cái thứ ba là chúng ta phải nói đến những cái gọi là có nhiều cái chỗ mà để cái làm geyser đó, nhưng mà thay vì nó phun nước nó không còn nước nữa. Ngay cái chỗ đó nó không có nước, nó chỉ có những cái không khí trong đó được phun lên thôi. Thành đó thì nó cũng là một trong những cái đặc biệt. Và đồng thời có những chỗ nó gọi là những cái vùng đất mà đất nhão đó, nó gọi là mất á, mất mất spot,
Thì đó, chỗ đó thì chúng ta thấy mặt đất lúc nào cũng bốc khói lên tại vì cái đường nước nóng. Và tuy nhiên thì đến Yellowstone, nếu quý vị đi chung với một người guide, người tour guide, người hướng dẫn, thì họ sẽ cho quý vị biết là tại sao là có cái geyser, và tại sao có những cái gọi là hot spring, tại sao lại có những cái mud pot. Thành ra chúng ta tìm hiểu cũng rất là thích thú. Tại vì phải nói thêm, nếu mà nói thêm một chút thì tôi có thể nói như thế này, là cái vùng Yellowstone là ngày xưa nó là vùng núi lửa. Và giờ nó trở thành cái bình nguyên núi lửa. Và tất cả những núi lửa nó vẫn còn đang hoạt động. Thành theo phía dưới lòng đất của nó có thể 2-3 cái số phía dưới lòng đất rất là nóng. Thành ra ở Yellowstone thì nó là một cao nguyên. Đặc biệt ở đây là một cái cao nguyên. Tôi phải hơi dẫn dắt xa xôi một chút xíu. Yellowstone nó nằm trên cái khúc của Rocky Mountain. Rocky Mountain kéo dài suốt từ Canada tới gần cái tiểu bang New Mexico của chúng ta thì mới chấm dứt cái dãy núi Rocky Mountains. Mà Yellowstone thì nằm trên cái bình nguyên chính giữa, và khu đó là cái khu mà núi lửa ngày xưa. Thành thử cho đến bây giờ tất cả phía dưới của nó rất là nóng. Thành ra trời mưa rồi nước khắp nơi đổ về thì nó thấm dưới lòng đất. Và khi nó thấm xuống, càng thấm sâu xuống thì nó bị cái nước khối nóng ở dưới đó nó bắt đầu đun sôi lên. Nó đun sôi lên thì nó bị càng bị đun sôi bao nhiêu thì nó càng tạo ra một cái áp suất rất là lớn. Thì cái áp suất đó nó phải kiếm chỗ thoát ra. Thì đó là những cái geyser, là những cái lỗ hổng, và nó nước là nó phun lên. Theo khi mà áp suất nó đầy đủ rồi nó ép thì tung nước lên. Trường hợp mà nước chưa lên đến nơi mà nó nóng quá, nó hết nước này thì phun ra khí không thôi. Còn nếu mà trường hợp nó vừa lên đến nơi thì nó vừa tan mất, nó không thành hơi nữa mà nó cũng còn nước mà ít, thành nó thành cái đất nhão, thì cái đất nhão đó nó gọi là mud pot, tức là cái vùng đất bùn mà rất là nóng. Còn hot spring thì sao? Thì hot spring là khi mà cái độ nóng ở dưới nó đun đủ lên, nó lên đến nơi thì nó trở thành nó không đủ sức để nó phun nữa. Mà nó vẫn là một cái dòng nước ngầm phía dưới thì người ta gọi là hot spring, là suối nước nóng. Nhanh có biết là ở Colorado đó có rất là nhiều hot spring mà mình có thể xuống để mình ngâm người, thì không biết ở Yellowstone có được vậy không anh Thắng? Colorado cũng là một trong những cái góc của Rocky Mountain. Thành ra ngọn Rocky Mountain chạy qua Colorado. Và có lẽ thì cái khu vực mà núi lửa, cái bình nguyên núi lửa ở Yellowstone nó kéo khá dài. Thành ra nó có thể liên hệ đến cái khu Colorado. Và chúng ta có thể thấy cái vùng đó là cái vùng núi lửa ngày xưa. Thành ra có lẽ nhờ đó mà Colorado có những cái hot spring. Mà mình tới đó thì mình tới hot spring thì mình có xuống ngâm người được không, hay là ngâm chân ngâm người được không anh? Ở Yellowstone thì nó có cái ở Mammoth hot spring đó, thì có cái khuyết điểm đó là chính quyền đó, là cái người National Park đó, họ đã rào tất cả lại và mình không có được quyền xuống ngâm chân. Trong khi là tôi chợt nhớ đến một cái vùng ở bên Thổ Nhĩ Kỳ đó, Turkey, nó có một cái vùng gọi là Pamukkale. Đại khái cái vùng này nó cái cấu tạo cái vùng đó nó cũng giống như cái Mammoth Hot Spring đó, nhưng mà cái đặc biệt đó là nó tạo ra những cái khoang hồ và những cái dòng nước khoáng nó tràn vào trong những cái khoang hồ đó, thành ra người ta có thể xuống ta ngâm người, ta tắm cho nó được, và người ta có thể đi dạo dưới đó thì mình cảm nhận được cái sự cái công trình của thiên nhiên đã tạo ra những cái vùng đất rất là đặc biệt để mà trắng xóa mà con người có thể xuống nhúng. Thành ra mình nhìn những cái vùng đó nó xanh, nó cái vùng nước nó được tạo ra cái màu sắc rất là xanh, xong rồi chung quanh là những cái calcium carbonate nó đóng lại thành ra những cái màu trắng giống như bông gòn đó. Thành ra chúng ta đứng từ xa chúng ta nhìn lại rất là đẹp. Còn đến Yellowstone thì chúng ta sẽ thấy cái không gian của cái Mammoth Hot Spring đó, nó đủ màu sắc hết, màu nâu có, màu hơi vàng có một chút màu xanh của những rong rêu. Rong rêu là tại vì cái lúc mà cái nước nóng nó chưa kịp lên á thì cái vùng đất đó có rong rêu lên rồi. Và khi nó lên rồi thì những cái cây cối hoặc rong rêu xung quanh đó đều bị cái ốc acid nó làm chết hết những loại cây đó đi, nhưng mà nó vẫn còn lại đứng nguyên trong đó. Thành ra chúng ta nhìn nó rất là đặc biệt, những cái rong rêu còn nguyên hoặc là những cái cây đã chết khô vẫn cứ đứng ở trong những cái hot spring đó như vậy. Thành ra đến Yellowstone thì quý vị có thể thưởng thức rất là nhiều cái sáng tạo của thiên nhiên, những
cái nói để chúng ta có thể hình dung ra là chỉ có bàn tay của tạo hóa mới làm cho chúng ta có thể nhìn được những cái tác phẩm như vậy. Yeah. Chứ không có phải là con người mà tự chúng ta xây dựng ra được như vậy. Yeah. Thì hồi nãy anh trước khi Thắng có nói chút xíu là ở đó có rất là nhiều động vật, mà như nãy anh Thắng nó có bò mộng rồi có gấu. Thì mình đi như vậy á, mình ví dụ như du khách mà đang đi trên đường đi mà lỡ như người gặp một cái động vật nào đó ví dụ như gấu thì mình phải làm như thế nào anh? Cảm ơn Nhất Anh. Dạ. Phải nói thêm là ở Yellowstone chúng ta có thể du khách có thể ở đó 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Dạ. Và chúng ta đều có nhiều nơi để chúng ta đi thưởng ngoạn những cái thắng cảnh ở đó. Nhưng mà điều đặc biệt là ở đây thì các sinh vật, thú vật nó đều vẫn còn hiện diện ở trong đó, thành ra người ta bảo vệ nó rất là kỹ. Thế tuy nhiên thì cũng còn như mà chúng ta có thể gặp những đàn nai, có thể nó quen với người rồi, nó ăn uống, đi rong xung quanh rất là dễ cho du khách nhìn. Tuy nhiên trong trường hợp mà gặp gấu thì chúng ta phải làm sao, thì cái đó là một cái cách ứng xử mà chúng ta phải đến cái National Park và vào đó gặp những người có trách nhiệm trong đó, người ranger đó, họ sẽ dạy cho mình cách làm sao ứng xử khi gặp gấu chẳng hạn. Dĩ nhiên gặp gấu thì Nhất Anh không thể chạy được, không nên chạy. Không chạy thì phải làm sao anh? Mình cứ đứng yên, mình nhìn nó, mình cười nó, mình nói chuyện với nó, phải không? Nhưng mà khi mà mình vừa nói chuyện nó, mình vừa cười nó, nhưng mình vừa lùi lại, và lùi lại đúng theo cái đường cũ mà mình gặp nó. Tức là đường đang đi tới mình gặp nó thì mình lùi lại đường cũ vậy. Mình đi được một đoạn khá xa rồi, lúc đó mình mới quay lưng và mình lững thững mình đi. Nhưng mà tuyệt đối mình không có chạy. Mình mà chạy là gấu cũng sẽ đuổi theo. Mà anh Thắng không nói, nhưng mà lỡ gặp gấu chắc cũng phải chạy quá, sợ lắm, nhìn nghe là phải chạy thôi. Có dịp mà đến Yellowstone như vậy thì cái cảm giác của anh Thắng khi mà được thưởng thức cái cảnh đẹp ở Yellowstone thì như thế nào? Một thắng cảnh đặc biệt mà không phải chỗ nào cũng có. Chúng ta nhìn tự nhiên có một suối nước nóng phun cao lên khoảng 40m, 50m, không phải chỗ nào cũng có. Rồi chúng ta nhìn những cái mud pot, màu sắc nó gọi là nó là bảy màu, rất là đẹp. Thành ra mà những cái dòng nước khi mà được phun lên và thấm lại đó, tạo thành những khoang hồ và một cái màu nước rất là trong, đẹp lắm, đẹp lắm. Và Mammoth Hot Spring là một cái địa danh làm cho người ta không quên được, tại vì diễn tả bằng ngôn ngữ rất là khó. Thì khi nào Nhất Anh đến đó, Nhất Anh đứng ở đó và Nhất Anh thưởng thức cái không gian của nó thì chị Nhất Anh sẽ hiểu được. Và đặc biệt chẳng hạn như gặp gấu, chỉ có Nhất Anh cảm nhận được thôi, chứ sợ hay không sợ thì chỉ có mình biết thôi, chứ người ngoài ta nhìn qua ta đâu thấy mình sẽ sợ gì đâu. Nhưng mà thực sự thì những cái experience, những cái kinh nghiệm như vậy đó tạo cho mình một cái cảm giác rất là thoải mái, và tôi rất là thích thú khi chúng tôi có dịp đến Yellowstone National Park. Thì nghe anh Thắng kể chuyện đi Yellowstone thì làm nhanh rất là háo hức, mà phải nói với bản thân mình là phải sắp xếp thời gian đi tới Yellowstone càng sớm càng tốt để có thể thấy được đất nước Hoa Kỳ. Rất nhiều thắng cảnh để chúng ta có thể thưởng thức được, mà chúng ta quên rằng chúng ta đang ở một đất nước mà cả thế giới đều đến đây để đi xem những cái thắng cảnh thiên nhiên, những cái di tích văn hóa lịch sử của đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng do Nhất Anh phụ trách đến đây là kết thúc. Hẹn quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.